Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn, những ai ở trong giới game thủ hoặc là giới streamer không thể không biết đến Simisit. Mới đây thì kênh YouTube của Simisit đã bất ngờ bị hack và ngay sau đó anh đã lấy lại được kênh của mình. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hơn về vấn đề này quý vị nhé. Quý vị ơi, quý vị đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất, được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy bắt đầu quý vị nhé. Kênh YouTube của chàng streamer giàu nhất Việt Nam bất ngờ biến mất khiến chủ nhân hoang mang. Simisit là streamer nổi tiếng trong giới game thủ, không phải game thủ chuyên nghiệp nhưng Simisit vẫn luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi cách nói chuyện hài hước, cuốn hút, bày tỏ quan điểm thẳng thắn. Anh cũng được mệnh danh là một trong tứ hoàng của làng streamer Việt. Bên cạnh ba cái tên đình đám còn lại đó là Piu Piu, Virus, Độ Missy. Mới đây, kênh YouTube với hơn 800.000 người theo dõi của Simisit đã bất ngờ biến mất. Ngoài việc toàn bộ các video đã được quay từ trước đó bốc hơi, kênh này còn bị đổi tên thành Alan Greenpan. Để fan không hoang mang và nhầm tưởng rằng mình đã bán kênh, Simisit ngay sau đó đã phải lên tiếng thông báo về việc kênh YouTube của mình bị hack. Đồng thời, anh cũng trấn an các fan rằng vấn đề đang được xử lý và khắc phục. Sau nhiều giờ xử lý, đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Simisit đã được khôi phục. Những nội dung từng chia sẻ của streamer này cũng đã về vị trí cũ, khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Thưa quý vị và các bạn, Simisit tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989. Anh là người gốc Việt nhưng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá ở London, Anh Quốc. Anh đang thực hiện việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Diệp Lâm Anh là em họ của Simisit. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, trên trang cá nhân anh đã đăng vlog mới với tựa đề Đám hỏi Simisit và Xoài Non với tứ hoàng streamer, youtuber và gái xinh Instagram. Vợ sắp cưới của Simisit tên là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Thùy Trang sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Trên Instagram, cô nàng này cũng khá nổi tiếng vì có lượt follow khá cao, không kém gì một hot girl. Vì chưa đủ tuổi nên cô và bạn trai sẽ chính thức kết hôn sau lễ ăn hỏi 1 năm. Streamer cho hay, vợ 10X mang cho anh một cảm giác đúng người, đúng thời điểm, nên không cần thêm bất cứ lý do nào khác. Mình biết đây là nơi kết thúc của vui. Anh khẳng định thêm, năm nay đã 31 tuổi, không muốn chơi bời gì nữa. Anh, mình trải qua độ tuổi 31 để đến được ngày hôm nay, mong mọi thứ cuộc đời đều là bài học. Với bài học đó, mình ngoài sẽ bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu tiếp theo đang sở hữu để không mắc cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ kinh doanh quán net, trà sữa, Simisit còn có một gara xe hơi vô cùng hoành tráng. Anh thường xuyên khoe ảnh đi chơi, đi ăn cùng bạn bè trên xe hơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị ơi, quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.